Thưa quý vị, hôm nay Mạc Lâm có mặt tại phòng triển lãm Speck Art Gallery tại thành phố Hurden thuộc tiểu bang Virginia để tham dự buổi triển lãm của họa sĩ Duy Lam. Duy Lam là một họa sĩ đã xuất hiện từ rất lâu trong dòng văn học Việt Nam, đặc biệt trong tự lực văn đoàn. Ông là một trong những người trẻ nhất gia nhập tự lực văn đoàn và ngày hôm nay ông đã tổ chức buổi triển lãm tại gallery này. Tôi vẽ thì thật sự là cũng khá nhiều sơn dầu. Yeah. Là vẽ sơn dầu. Yeah. Chứ không phải về sau này. Yeah. Nhưng mà vì đời sống quân đội, còn dính dáng của chính trị, viết văn ngày nay. Yeah, tôi là minh họa cho những bài của ông Nhất Linh nữa. Vâng. Thì ông Nguyễn Gia Trí, một hôm ông Nhất Linh đưa xem một số sketch của tôi đó. Thì hai người nói chuyện với nhau mà. Yeah. Ông Nhất Trí bảo là, Duy Lam cháu vẽ con gái là Việt Nam cái dáng đứng hay lắm ạ. Dạ vâng. Các bác vẽ cái loạt tranh mà Hà Nội phố cổ đó. Ừ. Vào lúc nào? Mới đây thôi. Mới vẽ những cái sketch thôi. Dạ. Vẽ lại những cái mà từ những cái postcard. Theo cái phong thái tôi gọi là mộc bản của Nhật Bản đó. Dạ. Thành ra nét không đi, nét không thôi. Thì hồi đó chưa có đi vào tranh dùng nó để vẽ tranh sơn. Vì tôi chả biết là mình vẽ tranh sơn thì triển lãm rồi ra sao. Mãi đến khi sang Mỹ và sang miền Đông này nữa. Yeah. Ở đó. Thì các con tôi thấy tôi vẽ nhiều thì tôi bắt đầu mua canvas và vẽ những bước đầu tiên về Hà Nội. Yeah. Thì tôi muốn tìm một cái phong thái riêng cho những cái tranh Hà Nội của tôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị, đây là bức The Little Devil. Một cái bức mà nét vẽ của nó làm cho chúng ta liên tưởng đến dòng tranh của Kunin, một người họa sĩ rất nổi tiếng trong trường phái trừu tượng biểu hiện. Kính thưa quý vị, tranh của Kunin rất là mạnh mẽ và có những bức tranh làm cho thế giới phải sửng sốt. Thì ngày hôm nay Duy Lam với những nét vỏ cọ rất là chắc, rất là độc đáo, đã thể hiện lên một dòng tranh khác của ông từ ấn tượng bước qua trừu tượng biểu hiện. Không ít người đã cho rằng Duy Lam theo trường phái Impressionist và đặc biệt đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi danh họa Cézanne. Vâng, thưa quý vị, nếu chúng ta nói họa sĩ Duy Lam là người theo trường phái ấn tượng thì quả là không sai chút nào. Khi nhìn vào bức tranh Casque ở đây, chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng cái nét vẽ của ông, đặc biệt những cái nét chấm phá của ông dùng màu và dùng màu sắc cũng như những cái nét cọ của ông rõ ràng là ấn tượng. Chia sẻ được với người nhìn và người nhìn tự cảm thấy rằng trong bức đằng sau bức tranh đó là ý nghĩa thật sự của nó, cũng như cái sự lóng lánh của bức tranh dẫn cho chúng ta đi tới những cái tưởng tượng rất là mơ hồ nhưng mà rất là lý thú, thưa quý vị.